Xin chào tất cả các bác ạ. Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Cu Bờm TV Điện Máy Trang Huề. Thì ngày hôm nay kênh YouTube Cu Bờm TV nhà em xin phép lên giới thiệu cái mã sản phẩm là cái con bán chạy nhất trong thời gian vừa qua. Thì hôm nay em có làm chương trình gọi là xả kho tri ân cho các bác từ nay đến hết ngày 30 tháng 4. Đấy, với cái con Makita đầu 13 ly Autolock, các bác có thể là gọi là con này con đa di năng. Các bác vừa khoan sắt khoan gỗ này, vừa bắn vít bắn tôn và vừa khoan tử khoan tông của luôn. Thì bác cùng em khám phá một bộ sản phẩm này gồm những gì nhá. Đây các bác ơi, trước mắt các bác đây là cái một hộp của con Makita 13 ly này. Thứ nhất này, khám phá bên trong này các bác ơi. Đây, thứ nhất sẽ là một thân máy này. Thân máy Makita một đầu 13, ba chức năng, khoan đất vít này, khoan sắt khoan gỗ này, búa này, khoan tường khoan bê tông luôn cho em này. Hai pin 10 cell và một sạc bảng, kèm một hộp đựng như trên hình nhá. Đấy, trong hộp của nó sẽ gồm một chân máy, hai pin, một sạc, một hộp đựng này. Hàng nói chung là hàng Trung Quốc loại 1 cho tất cả các bác nhà mình đang theo dõi cái video này. Nói chung là cái hàng con này này, Makita 13 ly này, là mã máy mà em bán chạy nhất trong thời gian vừa qua. Em nói thực sự là không những tại cửa hàng nhà em đâu, mà rất nhiều cửa hàng trên toàn quốc này. Con này là được đứng top doanh số thôi, bởi vì nó đa di năng mà nó cũng rất là gọi là giá cả rất là hợp lý cho tất cả các bác như mình. Gọi là các anh em công trình rất là ok này. Còn các bác thợ thì, còn các bác xài gia đình thì cực kỳ ngon rồi. Các bác xài gia đình cần một con máy này, cần một con máy mà có thể là gọi là dùng được nhiều chức năng này, thì lên cho em con Makita 13 ly này cho em. Đấy, đầu Autolock 13 ly cho em. Thì các bác cùng em đi giới thiệu qua về cái con này luôn nhá. Đây, đây con thân máy 13 ly đấy các bác ơi. Ui chà, rất là đẹp luôn. Makita 13 ly này, để em dập nổi đây. Đây, con này nó dán này DTW258, nhiều bác quan trọng cái mã số nhưng, mà nói chung là em thực sự là gọi là muốn gọi là trả lòng các bác luôn. Mã số thực sự là không quan trọng, bởi vì các bác thích mã nào em cũng có thể dán cho các bác mã đấy được. Chuẩn chỉ nói chung là chủ yếu là cái chất lượng của sản phẩm nó như thế nào thôi các anh em nhé. Đây, con này 13 ly này, có 20 cấp trượt. 20 cấp trượt cho các bác sử dụng này. Khoan 3 chức năng này. Khi các bác sử dụng quả bắn vít bắn tôn thì điều chỉnh cái mũi bắn vít bắn tôn và cái mũi tên để cho em. Khi muốn khoan sắt khoan gỗ thì điều chỉnh mũi vít điều chỉnh cái mũi tên này vào khoan sắt khoan gỗ. Và khi có búa, khi muốn bắn gọi là khoan tường khoan bê tông thì điều chỉnh về nút búa cho em nhé. Đây, đầu 13 ly. Đầu 13 ly thì các bác dùng các mũi khoan mà dưới 13 ly cho em là vô tư thoải mái luôn. Động cơ từ không chổi than này. Đèn led soi sáng đầy đủ này, có đảo chiều để các bác gọi là bắn mở này. Đấy, mở ra vừa vào. Thì con này có hai chế độ. Nhanh chậm thì các anh điều chỉnh trên thân máy của em nhé. Đấy, nhanh chậm này. Hai cục pin 10 cell. Pin là pin 18 này 21V nhá. Chứ nếu mà cái chỉ số này Makita này 6A 6A này, 1199V này. Nếu mà là 199V thì đã giật chết người rồi. Nên em khẳng định luôn các bác nhé. Cái chỉ số 199 hay là 88 hay là 72 hay là 119 thực chất không quan trọng. Quan trọng là cái dung lượng bên trong thôi các anh nhá. Còn nó chỉ là dán chỉ số thôi. Pin thực chất của nó đều là từ 18-21V. Một cell pin là khoảng 3,7-4,2V các anh nhá. Thì con này có thể là vừa khoan sắt khoan gỗ này, vừa bắn vít bắn tôn, vừa khoan tường khoan bê tông, làm cho các bác công trình rất là vô tư thoải mái này. Gọi là riêng cái hàng gọi là phân khúc giá là tầm trung, giá ổn ổn 1,1 triệu các bác đi công trình xài thoải mái luôn cho em. Đấy, mà thực sự con này là mã em bán ổn định nhất. Nói chung là nếu mà hỏng thì một thời gian lâu nó mới hỏng. Là mã bán ổn định nhất từ trước tới nay luôn, khẳng định luôn cho tất cả các bác đây. Thì sau đây các bác cùng em, à đây, đặc biệt này, trong cái chương trình ngày từ nay đến hết ngày 30 tháng 4, 1 tháng 5 thì bên em có chương trình tặng một bộ con sâu này, bộ con sâu vặn vị trí khó này. Khi có mua cái hàng này này, 20 khoan đa năng và các cái bộ đầu khẩu, đầu vít này này. Đấy,
Tặng các bác khi các bác mua cái con Makita 13 ly nguyên một bộ, giá 1,1 triệu cho các anh. Từ nay đến hết ngày 30 tháng 4 1 năm, em về được còn 500 bộ con sâu thì em chỉ tặng các bác cái này thôi. Thì sau đây các bác cùng em đi thử chức năng của cái con này, xem là nó làm những công việc gì nhá các bác nhá. Sau đây thì em sẽ test thử cái con Makita đầu 13 ly với chiếc với cái sắt hộp nhá, hoặc là với mũi bắn tôn. Thì nói chung là cái con này em test rất là nhiều rồi, nhưng mà em sẽ test lại cho các bác và những bác mà chưa biết đến hoặc là chưa sử dụng, chưa xem con này. Rồi ok các anh ạ. Đấy, rất là ok nhá. Rồi, em sẽ test chức năng khoan sắt khoan gỗ với cái con Makita 13 ly để cho tất cả các bác nhà mình luôn. Bắn trên nào. Gỗ này em bắn rất là nhiều rồi. Đấy, xuống phát mỏ. Rồi, thôi thì em sẽ test thử chức năng là khoan tường, khoan bê tông với con Makita 3 chức năng đầu 13 ly cho tất cả các bác nhà mình xem nữa nhé. Thôi thì em sẽ test thử chức năng khoan tường, khoan bê tông với cái viên gạch đặc với con Makita 13 ly cho tất cả các bác mình xem luôn nhé. Đây, gạch đặc luôn. Ok. Con Makita 3 chức năng đầu 13 ly cho tất cả các bác cho mình xem luôn. Nói chung là các bác bắn vít bắn tôn này, khoan sắt khoan gỗ này, và có búa để khoan tường khoan bê tông, cô tư thoải mái luôn cho em. Các bác thợ thì xài rất là ổn định. Còn các gọi là các bác dân ấy, chẳng hạn là người dân sử dụng đúng không ạ, thì cần một con máy để dùng cho gia đình mình với tất cả các cái công việc khoan khoan hoặc bắt vít này kia. Thì cần một con máy thì lên con này cho em. Đặc biệt là trong chương trình từ nay đến hết ngày 30 tháng 4 1 tháng 5 thì bên em xin phép là xả kho con này. Giá thì vẫn là 1,1 triệu này, xả kho giá là 1,1 triệu cho các bác này. Miễn phí vận chuyển toàn quốc, các bác nhận hàng được kiểm tra hàng trước thanh toán luôn cho em. Đặc biệt là khi các bác đặt hàng từ hôm nay đến hết ngày là 30 tháng 4 1 tháng 5 sẽ tặng các bác là một bộ con sâu này, vặn vị trí khó này, có ốc các đầu khổ nhỏ này, có mũi vít nhỏ xíu này. Đấy, một bộ. Bộ này em mua về chủ yếu để tặng các bác chiên trong dịp trong tháng mà tháng Quốc Khánh các anh nhá. Và tặng hai bộ khoan đa năng chuôi lục giác, hai khoan đa năng 68 cho tất cả các bác mình luôn. Miễn phí vận chuyển toàn quốc tới tay các bác luôn. Giá là 1,1 triệu. Con này thì dùng ổn định nhất trong tất cả các máy đầu 13 ly. Là chắc chắn em khẳng định luôn. Doanh số top đứng đầu nha em. Không tại nhà em mà tại rất là nhiều cửa hàng đều được đứng top luôn. Bởi vì nó đa di năng, nó vừa khoan sắt con gỗ, vừa bắn vít bắn tôn và vừa có búa để các bác khoan tường khoan bê tông được luôn. Pin là 2 cục pin 10 cell. Thì các bác nào có nhu cầu đặt hàng có thể để lại cho em số điện thoại ngay tại video hoặc trực tiếp gọi đến số hotline là 0982 826 628, 0929 826 628, hoặc là 0768 826 628. Cửa hàng nhà em ở tại Đạo Lý Lý Nhân Hà Nam. Bác nào ở gần thì có thể là qua trực tiếp cửa hàng để xem hàng, test hàng và sau đó là mua hàng nhé. Thì giá là 1,1 triệu, miễn ship tới tay tận nhà, miễn ship tới tay các bác này. Bác được nhận hàng, được kiểm tra trước thanh toán luôn cho em. Và tặng các bác là bộ con sâu này. Em thì em gọi là bộ con sâu nhá. Nó gồm những cái mũi vít này, mũi khẩu, đầu khẩu này, rồi những con sâu vặn vị trí khó này, và hai mũi khoan đa năng chuôi lục giác. Nói chung em về 500 bộ áp dụng các bác đến ngày 30 tháng 4 1 tháng 5 hoặc là đến khi hết cái bộ con sâu kia. Đấy, các bác nào có nhu cầu đặt hàng thì liên hệ ngay qua bên em. Và em xin phép là kết thúc cái video tại đây.
Các bác nào mà có gọi là có yêu thích kênh bên em thì có thể là ủng hộ bên em bằng một nút đăng ký kênh hoặc là ấn chuông thông báo để theo dõi video mới nhất của nhà em nhé. Vậy xin chào tạm biệt tất cả các bác ạ.